ghi bàn, chạy ra phía sau Kovacic huyền thoại và giơ hai cánh tay lên cao ăn mừng ngạo nghễ như một huyền thoại. Đó chính là Lautaro Martinez, chàng trai đang viết lên giấc mơ kỳ diệu nhất với các cổ động viên Inter Milan. Trận derby Milan tại bán kết Champions League 2022-2023 đã kết thúc với chiến thắng toàn diện dành cho Inter. Họ đánh bại đối thủ cùng thành phố AC Milan với tổng tỷ số 3-0 sau 2 lượt trận, để lần đầu tiên vào chung kết sau 13 năm. Và người hùng của Inter ở trận đấu này chính là Lautaro Martinez. Phút thứ 74, tiền đạo người Argentina nhận bóng từ Romelu Lukaku, khống chế một nhịp rồi tung ra cú sút bằng chân trái về góc gần, hạ gục thủ thành Mike Maignan để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Với pha lập công này, Martinez đã trở thành cầu thủ thứ 5 cán mốc 10 bàn tại cúp C1 châu Âu Champions League cho Inter Milan, sau Samuel Eto'o 10 bàn, Julio Cruz 13, Hernan Crespo 11 và Adriano 14. Cú sút chân trái tung lưới Mike Maignan ở trận bán kết lượt về đã là pha lập công thứ 8 trong 13 trận derby Milan của Lautaro. Quan trọng hơn, bàn thắng đó đã bay kỳ phùng địch thủ cùng thành phố khỏi UEFA Champions League. Sau 13 năm, Inter Milan lại vào chung kết sân chơi cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu. Viễn cảnh có lẽ khiến nhiều người hâm mộ của họ cũng bị sốc. AC Milan không lạ gì sự đáng sợ của Lautaro. Họ đã làm rất tốt khi khóa chân chàng trai này và làm anh ta phải im lặng trong trận đấu lượt đi tuần trước. Nhưng họ đánh bất lực ở trận đấu lượt về. Có lẽ liệu pháp tâm lý của huấn luyện viên Simone Inzaghi khi trao tấm băng thủ quân cho Lautaro đã kích hoạt quả bom sinh năm 1997. Theo thống kê, anh đã góp tới 6 bàn thắng sau 10 lần được đeo băng thủ quân của Inter Milan mùa này. Chia sẻ sau trận, Martinez cho biết: được đeo băng đội trưởng của Inter là một điều rất đặc biệt. Có rất nhiều cách để đối xử với một tấm băng thủ quân: trân trọng nó, nâng niu nó, hoặc cũng có thể tháo nó ra, ném xuống đất rồi đá đi như một cái rẻ lau. Còn với Lautaro, do chưa phải là thủ quân chính thức của Inter, anh làm mọi cách để ghi bàn, để thể hiện mình xứng đáng với vai trò thủ lĩnh toàn đội. Có rất nhiều lời khen dành cho Lautaro Martinez. Nhà báo Mark Doyle của Con bình luận rằng Lautaro Martinez đặt chân vào ngôi đền khắc tên những huyền thoại của Inter Milan. Không có nghệ thuật nói quá ở đây. Trong mùa giải thứ 5 khoác áo đội bóng chủ sân Giuseppe Meazza, Lautaro Martinez ghi 25 bàn thắng trên mọi mặt trận. Từ năm 2018, tiền đạo người Argentina có 99 bàn sau 233 trận. Nhìn Lautaro trở thành ngọn đuốc sáng, dẫn dắt Inter Milan tới trận chung kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2010. Có lẽ chẳng ai tin rằng đó đã từng là cái gã bị cả thế giới nhạo báng là chân gỗ mới cách đây có vài tháng. Ngày 18 tháng 12 năm 2022, Argentina chính thức trở thành tân vương World Cup 2022 sau khi đánh bại Pháp ở loạt đá luân lưu. Trước đó, họ đã trải qua 120 phút thi đấu nghẹt thở với 6 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Song thực tế thì Lionel Messi cùng các đồng đội có thể kết thúc trận đấu sớm hơn nếu như Lautaro Martinez không vô duyên trong các tình huống dứt điểm. Ở trận chung kết, cầu thủ đang khoác áo Inter Milan có nhất 3 lần được đồng đội trao cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, Lautaro đều bỏ lỡ một cách khó hiểu. Đáng chú ý nhất là tình huống anh đối mặt với thủ môn Hugo Lloris nhưng lại khá chần chừ trong việc dứt điểm để rồi hậu vệ tuyển Pháp kịp thời cản phá. Ngoài ra, trong tư thế chống chảy, Lautaro lại đánh đầu một cách nghiệp dư khi nhận được đường tạt bóng từ cánh phải. Ở lần thứ 3 dứt điểm cận thành, tiền đạo này vẫn không thể ghi bàn. May mà Messi, trong một năm bật mốt chân mệnh thiên tử, đã kịp có mặt để đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2. Nếu Argentina mà thua trận này, chắc Lautaro Martinez bị chửi nhiều gấp 10 lần những gì mà Gonzalo Higuain cộng lại vào các năm trước đó. Đây không phải là trận đầu tiên tại World Cup 2022 mà Lautaro Martinez vô duyên đến như vậy. Trước đó, anh có 2 lần đá chính trước Saudi Arabia và Mexico nhưng không để lại được nhiều dấu ấn, để rồi mất suất đá chính vào tay đồng đội trẻ Julian Alvarez. Dù được chơi ở vị trí sở trường cùng với những đường bóng đến tận mồm từ phía Messi, nhưng Lautaro lại để lại những sự thất vọng. Ở trận đấu ra quân gặp Saudi Arabia, cầu thủ thuộc biên chế Inter Milan chơi rất tích cực và chịu khó dứt điểm khi có cơ hội. Tuy nhiên, anh đã không thể có được bàn thắng ở trận đấu ấy. Một phần là do thiếu may mắn, phần khác là do sự vô duyên trong các tình huống chạy chỗ và dứt điểm. Đến trận gặp Mexico, Lautaro vẫn được huấn luyện viên Scolari cho vào sân ngay từ đầu. Anh thi đấu vật vờ, không tạo ra được dấu ấn nào đáng kể và cuối cùng bị thay ra. Màn trình diễn kém cỏi ở hai trận đấu này đã đẩy Lautaro lên băng ghế dự bị. Kể từ trận đấu với Ba Lan ở lượt cuối vòng bảng, bất kể Argentina chơi 2 hay 3 tiền đạo thì anh vẫn không có tên trong đội hình xuất phát. Như đã nói ở trên, Julian Alvarez là người được huấn luyện viên Scaloni ưu tiên hơn. Khi được tung vào sân, Lautaro cũng vô duyên một cách khó hiểu, bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ghi bàn theo cách rất khó tin. Dù vô địch World Cup 2022, nhưng ở phương diện cá nhân thì Lautaro đang trải qua một giải đấu vô cùng thất vọng. Anh thậm chí còn chẳng ghi nổi một bàn thắng dù được các đồng đội trao rất nhiều cơ hội. Nhiều người nói rằng anh là báo thủ may mắn nhất thế giới vì được làm đồng đội của Messi vĩ đại nên được hưởng ké hào quang rực rỡ. Thậm chí một số ý kiến còn mỉa mai Inter Milan vì số quá khổ phải sở hữu cả Lautaro Martinez và Romelu Lukaku trong đội hình. Cũng ở World Cup 2022, tiền đạo người Bỉ là nguyên nhân không nhỏ
khiến cả đội lủi thủi bị loại từ vòng bảng. Nhưng những gì diễn ra rạng sáng nay cho thấy điều ngược lại. Cùng với ánh đèn Messi thì Lautaro như một gã hề. Còn ở cùng lọ mực Lukaku, anh lại trở thành một bóng đèn theo cách riêng. Hai chàng tiền đạo tội nghiệp nương tựa vào nhau và biến mùa giải này có thể trở thành khoảnh khắc chói lọi bậc nhất của Inter Milan suốt nhiều năm qua. Ngay khi dứt điểm tung lưới AC Milan, Lautaro Martinez chạy đến gần khán đài, đứng lên khối đỡ của màn hình, biển quảng cáo, hét lớn về phía khán giả. Âm thanh ấy truyền tải sự giận dữ nhiều hơn là hạnh phúc. Một cảm xúc bùng nổ thực sự, giống như chiếc lò xo bị đè nén lâu ngày, giờ mới có dịp được bật ra. Sau World Cup 2022, người hâm mộ được nhìn thấy Lautaro Martinez rất khác. Anh ghi 17 bàn và có 3 kiến tạo cho Inter Milan. Từ hình ảnh chân gỗ trong áo đội tuyển quốc gia, Lautaro Martinez hóa mũi nhọn đáng sợ, mạnh thú trong vòng cấm địa. Lautaro Martinez lật chân sút giỏi, nghi ngờ tài năng của anh trở thành điều lố bịch. Nhưng vì không có những màn trình diễn ấn tượng tại các trận đấu lớn, điều này đã khiến cho tiền đạo người Argentina không được đánh giá cao. Người ta cũng không biết anh thực sự xuất sắc hay chỉ đơn giản là có tiềm năng. Lautaro Martinez kể rằng bản thân đã trải qua thời gian rất đau khổ. Trước World Cup 2022, anh dính chấn thương mắt cá. Nhưng vì không muốn bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, tiền đạo người Argentina hoãn phẫu thuật, bước vào giải đấu với đôi chân không lành lặn. Lautaro Martinez hóa tiền đạo chân gỗ. Khi đến World Cup, tôi thậm chí không thể đá chơi bóng vì mắt cá chân đau không chịu nổi. Có thời điểm, Leo Messi đến và nói với tôi rằng hãy tập trung vào việc hồi phục, bởi tôi sẽ rất hữu ích cho đội trong những phút cuối trận. Tôi bị đau mắt cá chân khi chơi bóng cho Inter Milan. Lúc chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên của vòng bảng World Cup 2022, tôi có nói với huấn luyện viên vấn đề mình gặp phải. Trong trận đấu gặp Saudi Arabia, tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của thuốc giảm đau mới đá được. Lautaro Martinez nói với ESPN. Lautaro Martinez đang làm nhiều người nhớ đến Diego Milito, mẫu cầu thủ workaholic, nghiện công việc. Họ có thể không sở hữu kỹ năng xuất chúng, nhưng có nghị lực vươn lên và thái độ làm việc chăm chỉ đến mức điên cuồng. Diego Milito có biệt danh là hoàng tử, nhưng anh không phải là mẫu ngôi sao quá nổi danh như cái biệt danh của anh. Với các cổ động viên của Inter Milan, Milito chỉ đơn giản là hoàng tử trong những khoảnh khắc. Chính tiền đạo người Argentina này là người hùng đã mang về chức vô địch Champions League mùa 2009-2010 cho Nerazzurri khi ghi cả hai bàn thắng trong trận chung kết cho Bayern Munich. Mùa giải năm đó, Inter Milan trở thành tân vương châu Âu sau 45 năm và hoàn tất quân bàn lịch sử. Sau 13 năm, đang có một tiền đạo Argentina khác trở thành niềm hy vọng lớn nhất cho tham vọng trở lại đỉnh cao Champions League của Inter Milan. Đó là Lautaro Martinez. 5 tháng trước, anh vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina với tư cách là cầu thủ dự bị. Còn bây giờ Lautaro Martinez đóng vai nhân vật chính trong hành trình đưa Inter lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League kể từ năm 2010. Khi đó, anh có thể tự hào sánh ngang với người đàn anh Milito.